không có cái danh chính, nó cái loại trà đá 3.000 một cốc. Trà mà có cái danh chính nó thành trà đạo nhá, và nó có thể hàng tỷ. Phải chính thì ngôn mới thuận, và ngôn mới thuận thì việc mới thành. Cái danh chính như sau này các bạn, một đội quân phải có lý tưởng, chính là cái danh chính của đội quân đấy. Cái danh chính của một đội quân rất là quan trọng. Cái doanh nghiệp các bạn, bạn làm vì cái gì? Nếu mà chỉ vì tiền mai nó lật bạn ngay, mẹ mai mà không trả lương tao tao giã mày chết ngay. Làm sao có chuyện mà người ta trung thành đến nhiều tháng hiểu? Không hiểu vì sao nhân viên nó rời bỏ bởi khó khăn cái nó chạy sạch, bởi vì nó cái danh của mình nó chỉ là tiền thôi mà. Anh em đến với nhau chỉ là tiền thôi mà. Sản phẩm của mình, doanh nghiệp của mình có mang cái sứ mệnh gì không? Có vì đất nước, vì dân tộc không? Thằng nào trên đời này muốn làm được việc lớn đều phải cần quân sư hết. Đã hiểu chưa? Lưu Bang, ông tổ của nhà Hán, khai sinh ra nhà Hán, quân sư là ai? Là Trương Lương, Trương Tử Phòng, là Tiêu Hà, đánh trận là Hàn Tín, quân sư về đánh trận đấy, gọi là Hán Sơ Tam Kiệt. Đã hiểu chưa? Đấy. Sở Bá Vương Hạng Vũ được như vậy là có quân sư Phạm Tăng. Đã hiểu chưa? Tề Hoàn Công đấy, trở thành ngũ bá, bá chủ thiên hạ bởi vì có quân sư là Quản Trọng đấy. Quân sư là Nhạc Nghị ở nước khác, nước Yên đấy. Tần Thủy Hoàng muốn thống nhất được thiên hạ, xin thưa các anh chị là ông ấy học dùng cái học thuyết của Lý Tư, dùng học thuyết của Úy Niêu Tử, dùng học thuyết của Hàn Phi, hiểu chưa? Gia Cát Lượng đúng không? Lưu Bị Long Trung Đối Sách. Lưu Bị trước khi có Gia Cát Lượng đánh đầu thua đấy, chạy khắp nơi. Sau khi gặp Gia Cát Lượng thì có Long Trung Đối Sách và mới tạo lên nhà Thục này. Tào Tháo thì với quân thư sư là Tuân Úc, là Quách Gia, là vân vân đấy. Tôn Quyền là phải có Lỗ Túc, lỗ có Chu Du đấy. Phùng Kiên thì phải có Vương Mãnh đấy. Tạ An đấy. Rồi Chu Nguyên Chương thì phải có gì? Cái gì? Gì? Có biết không? Chu Nguyên Chương có quân sư là gì? Thử nói cho tôi nghe xem là gì. Chưa chắc đã biết đâu. Kể cả nhà Thanh không có ai là không có quân sư cả. Nhá. Lê Lợi cũng vậy. Lê Lợi quân sư là Nguyễn Trãi, đúng không? Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Còn cái người mà giỏi hết được khó lắm các bạn. Khó lắm. Cũng có nhưng ít các bạn. Còn đa phần đều có quân sư hết. Đấy. Đến Đường Thái Tông là Lý Thế Dân là gì ạ? Có quân sư là Ngụy Trưng. Khi Ngụy Trưng chết nói rằng là gì? Người ta dùng đồng thì nhìn làm gương soi. Nhưng mà Ngụy Trưng mất đi, ta mất một tấm gương soi. Ngụy Trưng là coi như là cái tấm gương soi. Nhà Chu cũng vậy, phải có Khương Tử Nha làm quân sư. Đấy. Chúa Trịnh trước khi phế vua Lê phải đến hỏi Trạng Trình Nguyễn Bỉ Khiêm, đấy, có lên phế không? Vua Lê nói, Trạng Trình Nguyễn Bỉ Khiêm nói là gì ạ? Thờ Phật thì ăn oản, ý là gì? Đấy. Ý là mày hãy thờ vua Lê để mày ăn nộc của vua Lê, chứ đừng có phế vua Lê. Phế vua Lê là danh không chính, ngôn không thuận và việc không thành. Đấy, đấy là thờ Phật là ăn oản. Từ đó là Chúa Trịnh không dám phế vua Lê. Vua Lê mặc dù chỉ là bù nhìn thôi, đấy, nhưng nó có cái danh chính. Đấy. Ông phế đi thì ông là cướp ngôi, danh không chính thiên hạ đại loạn ngay. Đấy. Đừng đùa với những cái gì tôi nói. Tưởng tôi nói lý thuyết giáo điều à? Sở Vương Hạng Vũ nhá, là cái thằng gọi là hữu dũng vô mưu đây, bị gọi là như vậy, thất phu, thường gọi là thất phu Hạng Vũ. Mà khi đánh nước Tần nó còn biết sử dụng là cái danh của nghĩa đế, đấy, Sở Hoài Vương, để hội tụ nhân tâm lòng người nhá. Một cái doanh nghiệp, mày thử nhìn lại cái doanh nghiệp mày, triết lý kinh doanh là gì, văn hóa kinh doanh, đạo đức kinh doanh là gì? Không có những cái đấy thì mày hội tụ nhân tâm lòng người ở đâu? Thì nó sẽ không trung thành với mày, nó đủ lông đủ cánh nó bay hết. Phạm Lãi, một danh thần của nước Việt thời Xuân Thu, ông nổi tiếng thông tuệ, từ văn võ đến kinh tế lẫn chính trị đều hơn người. Khi Phạm Lãi giữ chức đại phu nước Việt, Ngô Vương phủ sai đưa quân áp sát Cối Kê, ông cực lực chủ trương nghỉ hòa, nhưng Việt Vương không nghe theo đã bị thua to ở Phủ Tiêu. Về sau Việt Vương Câu Tiễn chấp nhận đầu hàng. Ông cùng theo đến nước Ngô để làm con tin 3 năm. Trong thời gian ở nước Ngô, Phạm Lãi được Ngô Phù Sai tín nhiệm về nhiều mặt, có ý chiêu dùng nhưng ông vẫn giữ lòng trung thành với Việt Vương. Sau 3 năm khổ sai, Câu Tiễn được trở về nước, Phạm Lãi cùng Văn Trùng đề xuất nhiều mưu lược và cải cách đã làm cho nước Việt ngày càng giàu mạnh. Cuối cùng đến năm 473 trước Công Nguyên, Câu Tiễn tiêu diệt được Ngô Phù Sai, rửa được cái nhục ở Cối Kê. Khi đại sự thành công, cả nước vui mừng, nhiều người có công chờ được phong thưởng. Thế nhưng, Phạm Lãi lại không màng chi danh lợi, mạnh dạn tự rút lui, nhờ đó mà tránh được họa sát hại công thần. Sự tích ấy được hậu thế lưu truyền, nhắc nhở các nhà mưu lược chính trị đều phải chuẩn bị cho mình những kế sách phòng thân tránh nạn.